Lu mày đâu rồi con? Lu. Thôi ông bị đuôi vậy hả? Nguyên cục tới thui nằm trình hình trước mắt bộ thấy hả trời. Sao nằm đây buồn hiu vậy? Nói đi đâu chơi đi. Ông đeo tôi cái vòng kim cô vậy sao tôi đi đâu được trời? Tao mà không đeo vòng kim cô mày chắc mày quậy nát nhà tao quá. Ủa ông đang xách cái gì à? Giống cục gạch quá vậy. Ai bát với cục gạch gì mày? Coi không? Coi gì? Nè, mày nhìn nè, quá trời món ngon trong đây luôn nè Lu. Đi ăn với ba không? Trời ơi, nhà hàng ai cho dẫn tôi vô mà đòi kêu tôi ăn chung trời? Thì con nằm dưới chân ba cũng được, lâu lâu ba đút cho con ăn. Ông đừng có xè xè cục gạch đó vô mặt tôi được nữa không? Gì vậy? Nhìn món gì ngon quá vậy? Hả? Heo massage đó còn ngon lắm. Trời đất ơi, làm gì có heo massage gì đây nữa? Cái lạ vậy? Đừng nói là có Lu massage luôn nha. Có ăn cái là tôi không ăn đâu. Bỏ liền. Khùng quá, thịt heo chứ ai nói thịt Lu trống. Nè, còn nữa nè. Đâu? Có gỏi bò ngũ sắc, rồi cá lóc nhảy múa. Rồi gà nướng Khmer quá trời luôn nè Lu. Có gà tắm biển nữa nè con. Ê, tự nhiên con thấy hơi mệt quá trời luôn à. Thôi ăn món heo massage đi. Món này chắc ngon ha ba ha. Con nghĩ ăn xong chắc được thư giãn như lắm á phải không ba? Đúng rồi, được ăn món ngon là cảm giác nó khó tả lắm con. Mà mấy cái món ăn này độc thiệt. Ở đâu vậy ba? Ở nhà hàng con gà trống đó, con biết không? Trời đất ơi, Nam Đinh Dậu mà đi ăn nhà hàng con gà trống này chắc hên cả năm luôn hay ba ha. Trời, mày cũng bày đặc biệt năm nay Nam Đinh Dậu nữa hả? Sao không? Nam Đinh Dậu ăn uống hợp vệ sinh là sẽ không bị bệnh lậu. Trời đất ơi, mày học câu này ở đâu vậy luôn? Hả? Ừ ha. Mới nghĩ tới luôn á, hay bật cớ luôn phải không? Ừ, hay quá. Nói bậy bạ tao tán xéo hàm răng bây giờ. Hàm răng bị xéo sao nhai được nổi. Thôi đừng rủ tôi đi ăn nữa, bạo lực quá. Không thèm nữa. Giờ có đi ăn không? Hay bỏ đi. Nè nè nè, con nhìn kỹ đi, quá trời đồ ăn ngon trong đây luôn nè. Trời ơi, nhà hàng con gà trống nó cập nhật quá trời món ngon luôn nè Lu. Ba nhìn mấy món này mà ba muốn lên như vậy luôn. Thì phải rồi, ông nhìn món gì lạ lạ mà ông không lên mới sợ. Mày nói gì vậy Lu? Ý ba nói là lên cơn thèm, cơn khát mày hiểu không? Con ba cái vụ gái gú là hên xui nha mày. Ha. Trời ơi, ông nói gì bằng ấu ấy. Nghe muốn massage nữa. Vậy ăn món heo massage ha. Ăn xong tìm mấy em gà mái massage phục vụ cho con luôn. Mà có mắc không? Ủa mày trả tao trả? Tôi không trả thì ông trả cho ai trả? Vậy mày hỏi chi? Cho có mà. Cho có thôi. Cho có thôi à. Cho có. Toán cho mày một cái méo đít bây giờ. Hỏi thừa rồi không à. Đi ăn không? Ừ, ăn đi ăn đâu? Nhà hàng con gà trống chứ đâu mày. Nói nãy giờ. Ý, mà có nhà hàng con gà mái không ta? Con thích gà mái à. Con tới tuổi thích gà mái rồi. Con gà trống không à? À, vậy gà trống thì gà trống thôi. Ăn gà trống biết đâu năm nay bớt trống, bớt ý thì sao? Lu không có ngán đâu. Chứ cuộc đời mày ngán gì nhất? Ngán nhất là không được ăn xả láng á. Thì cứ tới nhà hàng con gà trống đi, ba cho mày ăn xả láng luôn. Đồ ăn ngon mà giá cũng vừa phải, nó yên tâm đi. Trời ơi, nó hoài à. Vậy đi nhanh lên, dứt liền. Từ từ đợi chút để ba vô ba lấy cái passport cái đã. Ủa đi ăn lấy passport chị. Đừng nói ăn xong kia tôi đào hầm đi trốn nha. Có tiền mới ăn á nha. Chứ không có tiền thì cứ dẫn tôi đi ăn nha, tôi muốn bị chửi đâu. Tao để ý từ hồi hết Tết mày khùng quá nha luôn. Kiều bào nào mà tới nhà hàng con gà trống ăn á, đem theo passport hoặc là bằng lái xe là được giảm tới 10% lận. Ủa vụ này mới vậy? Mới nghe luôn á. Chứ con không xem video của Thúy Nga hả? Có xem mà tôi có hiểu gì đâu trời. Kiều bào nào tới nhà hàng con gà trống ăn đem theo passport hoặc là bằng lái xe được giảm 10%. Yên tâm đi, bắt tay nhẹ cái coi lấy tinh thần đi ăn uống nè. Ok, dứt. Tự nhiên nghe tới ăn uống là tôi muốn tăng động lên hả trời. Nghe nó sướng gì nữa. Rồi tháo vòng kim cô ra giùm tôi đi ông nội.